Quý vị và các bạn thân mến, mỗi khi quý vị muốn mua một chiếc loa kéo để nghe nhạc hoặc hát karaoke, quý vị thường cho rằng càng đổ nhiều tiền vào, có nghĩa là cố gắng mua những chiếc loa đắt tiền nhất trong ngân sách cho phép của quý vị là có thể có một chiếc loa ưng ý. Sự thật có phải như vậy hay không? Có phải lúc nào quý vị cũng lấy thịt đè người, lấy tiền để đè những cái thứ khác? Tất nhiên, hầu hết các trường hợp những chiếc loa kéo đắt tiền nó sẽ có lợi thế về nhiều mặt. Thường nó có chất lượng âm thanh tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó không phải lúc nào cũng đúng. Chẳng hạn như trước mắt quý vị là chiếc loa kéo Sansui SS1-12, một dòng loa kéo giá rẻ, vỏ nhựa đến từ thương hiệu Sansui. Nếu như quý vị gọi điện cho mình và hỏi tư vấn một chiếc loa nghe nhạc chất lượng âm thanh tốt, nghe nhạc hay, đặc biệt là quý vị sử dụng ở trong một căn phòng có diện tích dưới 30m², thì chiếc Sansui E1-12 sẽ là chiếc loa hàng đầu mà mình tư vấn cho quý vị và các bạn. Tại sao lại như vậy? Quý vị thân mến, quý vị có thể nhìn thấy ngay đằng trước, ngay bên cạnh chiếc Sansui E1-12 là chiếc loa kéo JBZ-1514. Xét về giá bán, hai chiếc loa này chênh nhau khá nhiều. Chiếc Sansui SS1-12 trên thị trường giá của nó dao động khoảng 3.200.000 đồng đến 3.500.000. Tuy nhiên, tại loa kéo xanh, mình chỉ để cho quý vị và các bạn với giá tốt nhất là 3.100.000 đồng. Và bên cạnh của nó là chiếc JBZ-1514, giá thị trường nó rơi vào khoảng 5.500.000 đồng đến 6.000.000 đồng. Tuy nhiên, tại loa kéo xanh, giá rất tốt cho quý vị và các bạn, chỉ 5.200.000 đồng. Vâng, quý vị, 5.200.000 so với 3.100.000, một mức giá chênh lệch nhau rất nhiều. Tuy nhiên, chất âm của nó lại không tỷ lệ với giá bán. Để rõ hơn, xin mời quý vị hãy lắng nghe chất âm đến từ trước hết là chiếc Sansui SS1-12. Thành phố không đêm này, ai khóc ai sầu. Quý vị và các bạn hãy lắng tai để thưởng thức những thanh âm chi tiết chân thực nhất, những nốt nhạc cao, trầm bổng. Nó rất rõ ràng, nó rất sắc nét. Để tí nữa chúng ta cùng nhau so sánh với chất âm đến từ chiếc JBZ-1514. Từ đó chúng ta sẽ có đánh giá chính xác nhất. Nếu thương mến nhau mà sao lời thương yêu đó xa vời, đời có vui với ai, tà áo xanh huyền màu thương mối ân tình xưa. Yêu thì yêu nhiều nhưng chưa biết yêu được chi và ước mơ những gì, hàng mi khép mờ rằng mấy tim nhớ ai, nhớ ai trong đêm dài. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng ta sẽ chuyển sang âm thanh của chiếc loa kéo JBZ-1514 có giá bán đắt hơn 2.000.000 đồng. Em có nghe
ngoài phố đang kết hoa, bao nhiêu sắc hoa là bấy nhiêu tâm tình mang ý thơ mong chờ. Nếu thương mến nhau mà sao lời thương yêu đó bờ môi nào đắng. Vâng, quý vị và các bạn hãy trở về chiếc san xui SS1-12 của chúng ta. Đèn soi bóng đêm, sương rơi chân mềm, sao rơi bên thềm. Hàng cây giá băng xoay cơn mê đầy, tìm đến bên em. Vòng tay ngỡ ngàn nghe đắng môi trắng. Quý vị thân mến, quý vị đã cảm nhận được điều gì chưa ạ? Mặc dù chiếc JBZ-1514 nó là loa 3 đường tiếng, một cấu tạo vỏ gỗ rất cao cấp với một loa bát 4 tấc, một chung giấy 15 và một chép kèn. Trong khi đó, chiếc san xui SS1-12 chỉ là một thiết kế vỏ nhựa rẻ tiền với mạch âm ly công suất nhỏ hơn. Một củ loa bát 3 tấc, tức là bát 30, và một loa chép kèn, nó không có loa chung. Vậy nhưng tại sao chiếc san xui SS1-12 lại mang đến một chất âm nó vượt trội hơn như vậy? Quý vị có thể dễ dàng cảm nhận được âm thanh của nó từ dải trầm, dải trung và dải cao. Nó đều có độ chi tiết, độ sạch sẽ hơn hẳn so với chiếc JBZ-1514 kia. Bát của nó sâu lắng hơn, nó xuống thấp hơn, tần số nó thấp hơn, êm hơn, mượt hơn. Trung của nó ngọt ngào hơn, chép của nó sáng và leng keng hơn rất nhiều. Trong khi đó, chiếc JBZ-1514 âm thanh của nó có phần bị vẩn đục, đặc biệt là trầm của nó, độ sâu không cao, nó khá là khô. Trung và chép của nó cũng kém chi tiết, nó có độ bí bách. Quý vị hoàn toàn cảm nhận được điều này. Và xin lưu ý với quý vị và các bạn, cả hai chiếc loa kéo này mình đều đang chỉnh mức equalizer, có nghĩa là bát chép đều ở mức 50%, đảm bảo công bằng cho cả hai chiếc loa này. Và cả hai chiếc loa đều phát cùng một bản nhạc được cóp vào một chiếc USB, cho nên hai chiếc loa này điều kiện là như nhau, đều phát nhạc trong một căn phòng. Có được chất lượng âm thanh tốt như vậy là do cái hệ thống âm ly chất lượng cộng với một cái củ loa nó được gia công tốt hơn bên trong chiếc san xui mà chiếc JBZ không có được. Đặt lại câu hỏi ngay từ ban đầu, tại sao mình lại nói là chiếc san xui nó có chất lượng âm thanh tốt hơn và nó thích hợp hơn để nghe nhạc, chứ mình không nói là san xui nó hát karaoke hay hơn? Bởi vì nghe nhạc là một chuyện, hát karaoke là một chuyện khác. Chẳng hạn quý vị nghe nhạc, chơi nhạc ở trong một căn phòng rộng khoảng 30m² đổ lại, chẳng hạn là căn phòng hiện tại, thì việc nghe nhạc nó là rất tốt đối với chiếc san xui. Bởi vì khi mà quý vị nghe nhạc thì công suất mà quý vị đòi hỏi là không cần quá lớn, nó đủ để nghe, đủ để chúng ta thẩm âm, cảm nhận được cái chất, cái lượng của bài hát là được rồi. Tuy nhiên khi mà quý vị hát karaoke thì yếu tố công suất ở đây nó là một trong những yếu tố rất quan trọng. Những chiếc loa nhỏ bát 30 chẳng hạn như chiếc san xui SS1-12 này, nó rất phù hợp để hát karaoke trong một căn phòng có diện tích khoảng dưới 30m². Tuy nhiên ở một môi trường, một không gian rộng lớn hơn, chẳng hạn như ở ngoài trời, ở những cái hội trường có diện tích trên 50m², thì nó sẽ trở nên lép vế, tỏ ra sự yếu đuối rõ rệt so với chiếc JBZ-1514 kia. Nhìn chung thì ở đây mình không có bài trừ, không có dìm một cái sản phẩm nào cả. Bất cứ một sản phẩm nói chung và loa kéo di động nói riêng, nó đều có cái ưu, cái nhược. Và cái quan trọng nhất ở đây là gì? Là người bán loa có cái tâm, có cái tầm để tư vấn cho quý vị và các bạn một chiếc loa đúng mục đích, đúng nhu cầu sử dụng hay không. Hay là cứ cái nào đắt thì họ bán,
và quý vị cứ cái nào nhiều tiền, cứ cái nào công suất lớn là quý vị mua. Rõ ràng với một nhu cầu hát karaoke và tổ chức sự kiện ở ngoài trời, những cái cuộc dã chiến đòi hỏi một chiếc loa có công suất phát nhạc cực kỳ ấn tượng, âm thanh cực kỳ hoành tráng, thì đương nhiên chiếc JBZ-1514 nó sẽ chiếm ưu thế hơn. Ngược lại, quý vị cần một chiếc loa công suất vừa phải thôi, nhưng âm thanh nó phải sạch, nó phải chất, bắt, nó phải sâu và êm. Thanh âm nó được tái hiện chi tiết, rõ ràng, sắc nét để quý vị chơi nhạc thẩm âm, đặc biệt là quý vị chơi những bản nhạc bolero, những bản nhạc không lời, những bản nhạc cổ điển đòi hỏi một âm thanh nó phải thực sự chất lượng. Hàng cây giá bằng xoay cơn mê đầy tìm đến bên. Quý vị thân mến, không những khả năng chơi nhạc rất ok mà khả năng hát karaoke trên chiếc loa kéo Sansui SS1-12 nó cũng rất tuyệt vời. Khi mua loa, quý vị được tặng kèm hai chiếc mic không dây, và mic này nó có khả năng hút giọng và đặc biệt hát karaoke với giọng nói, giọng hát rất tuyệt vời. Sau đây mình sẽ test để quý vị cảm nhận được. Quý vị thân mến, quý vị đang nghe âm thanh phát ra từ micro của chiếc loa kéo Samsung SS1-12. Micro nó có khả năng hút giọng rất tốt, và đặc biệt ở đây là hiệu ứng vang và tiếng nhạc của nó được thể hiện rất mượt mà, rất truyền cảm. Alo, 1 2 3 4 5 6. Lên 1 2 3 4 5 6. Lên 1 2 3 4 5 6. Lên. Quý vị thân mến, nếu như để có nói lên một điểm trừ, một nhược điểm duy nhất và cũng là lớn nhất của chiếc loa kéo Sansui này, đó chính là công suất phát nhạc. Như mình cũng đã nói lúc nãy, nếu như quý vị cần một chiếc loa dã chiến để hoạt động ở ngoài trời cho những sự kiện lớn, hoặc quý vị muốn chơi nhạc trong một căn phòng rộng trên 50m2 đòi hỏi một âm thanh thực sự uy lực, thì chiếc loa này có lẽ sẽ không đáp ứng được nhu cầu sử dụng của quý vị. Tuy nhiên, quý vị cần chơi nhạc ở mức âm lượng vừa phải, không gian không quá lớn, đặc biệt quý vị đòi hỏi một chất lượng âm thanh tuyệt vời, thì mình xin khẳng định chiếc Sansui SS1-12 là sự lựa chọn không thể tốt hơn dành cho quý vị và các bạn. Và đặc biệt tại loa kéo xanh, chúng tôi phân phối dòng Sansui này với giá tốt nhất thị trường hiện nay, với mức giá chỉ 3.100.000 đồng. Trên thị trường họ đang bán với giá 3.200.000 đến 3.500.000. Thế nhưng tại loa kéo xanh, với phương châm mang đến những chiếc loa tốt nhất với giá bán rẻ nhất cho quý vị và các bạn, chúng tôi chỉ bán với giá 3.100.000 đồng. Mọi nhu cầu về tư vấn và mua sắm sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại 0988 188 123, hoặc truy cập website loakeosanh.com. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Quý vị đừng quên bấm đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những video clip trong tương lai. Sao rơi bên thềm, hàng cây giá bằng xoay cơn mê đầy tìm đến bên.